Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK. Rồi, 49.60, cột mốc cuối cùng, chốt chặt cuối cùng của cái ải, của cái map 49 các bạn. Và chỉ sau cái team Ram này đánh cái ải này nữa thôi, thì mình sẽ chính thức đặt chân vào map 50. Thì có một bạn từng thách mình là đố anh vượt ải 50, sau năm này mà qua được ải 50 các bạn. Thì xin lỗi bạn nha, mình đi hơi nhanh một xíu. Hiện tại thì mình đã vượt được chương 49 và đặt một chân vào chương 50 rồi nha các bạn. Và đây là năm team mình đã sử dụng để vượt chương 49. Về cơ bản vẫn là những team mà các bạn thường thấy, giống như team 49.52 các bạn đã xem ha. Rồi, đầu tiên sẽ là team Thoran, team thứ hai là xoay quanh con Mahira Roshan Rowa combo với con hải cậu ngũ gật các bạn. Team thứ ba của chúng ta là bao gồm Ana, sau đó các bạn bao gồm Abel, Leona, Da Vinci, Tamrot cùng với con Ranis, chỉ có 4 thành viên thôi, tiêu diệt được 5 đứa bên kia. Rồi team thứ tư các bạn vừa mới thấy đó là chúng ta xoay quanh cái con combo Iron Gà Win kết hợp chung với con Rem với lại con sư thường. Và team cuối cùng của chúng ta là Ana kết hợp chung với Awakened Maiden chung với con Emilia, Scarlet và Odin. Thì với sự xuất hiện của cái con Awakened Maiden các bạn, thì cái con Raizu, cái combo Raizu kết hợp chung với con Ana thì gần như là nó thua xa so với cái combo Maiden với lại con Ana bạn nha. Tại vì về cơ bản cái lượng đam của con Maiden thì nó hơn hẳn so với cái con Raizu. Raizu thì đâu đó nhờ vào cái khả năng là khi về cuối trận thì cái lượng đam đến từ những cái khiên bóng tối của cái con đệ Raizu nó nổ ra thì gây được nhiều đam. Chứ mà cái đam mà so về đam thuần các bạn thì Maiden nó ngon hơn hẳn. Và giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua 6 team này nha, cùng với dàn cổ vật các bạn. Đây là cái dàn cổ vật cùng với team. Tại sao chúng ta lại cho một con Niru vào để làm gì các bạn? Để cho nó kích thể nha. Rồi, team Thoran này trai cực kỳ sướng, không có cực đâu bạn, chỉ một hai lần là qua. Đôi khi những cái ải map cao các bạn trai team Thoran nó còn sướng rất nhiều lần so với việc các bạn trai team bằng cái con Lupretia. Do đó các bạn đừng ngại trai bằng Thoran nha. Ok, chúng ta cùng xem lại team Thoran một lần nữa nha các bạn. Rồi các bạn xem kỹ các bạn sẽ thấy độ nghệ thuật của cái lần vượt ải này. Thoran sẽ ngồi vận công nè, chém một phát. Rồi cái phát cuối cùng các bạn nhìn con keo thớt nè, rất là đúng lúc luôn các bạn. Đúng lúc con Thoran chém chết cái con được nối dây chung với con Raku. Con keo thớt lướt vào thế là Raku hẹo, quá là đẹp. Rồi chúng ta đến với team Mahira, Roshan và Rowa. Thì cơ bản cái combo này chúng ta win là nhờ vào gì các bạn? Là nhờ vào cái con hải cẩu. Sorry các bạn, này không dùng hải cẩu các bạn. Đây là nhờ combo của đối phương tự khoan lẫn nhau. Và con Lika ở đây tác dụng chính là để boost tóc và lại boost mana để cho cô con Mahira kịp nổ đầu trận nha. Tụi nó quay sang chỗ nhau lẫn nhau các bạn. Và cái team này thì mình nhớ lúc nãy mình try hard rất là cực. Thì gần như là mình sẽ thiếu đam về cuối trận rất là nhiều. Rất là nhiều lần mình bị thiếu đam về cuối trận các bạn. Nếu mà cái con Tesco nó còn sống về cuối trận thì gần như là mình không đủ đam để tiêu diệt được đối phương. Và mình try rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần cái con hầu á, gần như là rơi vào ngưỡng máu tử của con Tesco. Nhưng mà vẫn không đủ đam để clear được các bạn. Rất hên là trong trường hợp khác á, thì cái con đại bàng con gà của chúng ta nó tiêu diệt được con Tesco trước thì rất là ok. Và đúng là trong trường hợp này nó vậy luôn bạn. Dựa vào lượng đam của đại bàng đã tiêu diệt được con Tesco. Nếu không mà nó mà dựng cái khiên lên một cái nó thôi ngồi ngó luôn các bạn. Đam không hẹo được nó luôn nha. Hai tụi nó quay sang quánh lẫn nhau nè, quánh qua quánh lại, quánh qua quánh lại. Và đam chủ yếu đến từ tụi nó tự chọn lẫn nhau thôi. Ok, nó khác với cái combo lần trước các bạn ha. Mình dùng cái con Matria. Còn lần này thì thuần, team thuần thôi. Rồi chúng ta đến với team thứ ba, chỉ có 4 thành viên nhưng tiêu diệt được toàn bộ bên kia. Tamrus tác dụng là boost dam, cùng với đó là nó gom quái nha các bạn. Gom quái Ranit thì sẽ hóa xanh. Cái combo mà, sorry bạn, hố đá. Cái combo mà hố đá toàn bộ đối phương bởi con Tamrus cộng với con Ranit thì mình đã giới thiệu trong cái video lần trước rồi các bạn, cực kỳ đẹp. Ranit nó sẽ hố đá toàn bộ mục tiêu đối phương cộng với combo con Tamrus nhảy vào, dậm nhảy và ta tới đây kéo đối phương lại thì con Ranit nó hố đá toàn bộ mục tiêu. Lúc này thì con Leona Da Vinci đóng cung và con Abel với lượng đam khủng khiếp của mình sẽ clear toàn bộ đối phương các bạn. Không biết đâu ra con nít lắm thế các bạn, ồn kinh. Rồi chúng ta đến với team tiếp theo, đó là team combo gà Win và Iron. Combo này thì mình không cần nói nhiều nữa. Nhưng mà trong một số trường hợp nếu mà
bản thân combo này không đủ đam, thì đa phần lượng đam sẽ đến từ những cái con kèm theo như chúng ta có ở Awakened Maiden của cái team lần trước các bạn đã thấy, cùng lần này Rem sẽ là ra trận các bạn nha. Lượng đam khủng khiếp đến từ con Rem này, dư sức clear toàn bộ đối phương. Cho bạn nào chê cái con Rem đam NPC đam yếu bạn, các bạn nhìn nè, đam NPC gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn, nhưng phải là yếu bạn nha. Ok, chúng ta cùng xem một lần nữa nha các bạn. Đam NPC của con Rem là cực kỳ khủng khiếp chứ không hề yếu các bạn nha. Rồi, chỉ vài lần nổ vung chùy là đủ để clear toàn bộ mục tiêu bên kia. Ok, chúng ta đến với team cuối cùng, đó là Ana. Chúng ta kẹp ở Awakened Maiden. Team này thì không cần trai quá nhiều đâu bạn, một hai lần là đã qua. Ana sẽ boost miễn nhiễm đầu trận cho chính bản thân mình và Awakened Maiden. Awakened Maiden tạo 2 đệ, cùng với đó song sáo vào tấn công mục tiêu. Lúc này thì con Emilia đóng băng đầu trận, cùng với đó là sẽ gia tăng thêm CC đóng băng. Và con Odin cùng với Scarlet sẽ lo việc vừa gây đam vừa CC. Thì với hai cái ba cái cổ máy gây CC khủng đằng sau, cùng với cái con Biden vừa đam vừa gây CC nữa các bạn, thì đối phương gần như là chết chay. Scan nổ liên tục và chọi liên tục như thế này thì đối phương sẽ gần như chết chay. Và chắc chắn nếu đối phương không làm được gì thì về cuối trận con Biden của chúng ta sẽ xiên từng em một các bạn. Lượng đam đến từ con Biden là cực kỳ khủng khiếp các bạn nha. Đam tay của Biden rất là to, tuy nhiên làm thế nào để nó tiếp cận được mục tiêu và không bị mục tiêu đối phương tấn công để mà sốc chết, đó mới là cái vấn đề các bạn. Mình đã từng thấy một cái hình ảnh rất lâu rồi các bạn, đó là con Ana sau khi mà có mặc cái con Awakened Maiden thì lại chê Reizu và quay sang kết hợp với Maiden. Bây giờ là lần nói chung là bây giờ thì mình mới có cơ hội giới thiệu với các bạn cái combo Ana cộng với Maiden, bỏ rơi Reizu rồi các bạn nha. Tại vì cái team này thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với khi chúng ta combo chung với Reizu. Ok, như vậy thì chính thức mình đã vượt qua map 49 và mình sẽ bước chân vào map 50. Cùng đó là một đống quà khi mà chúng ta vượt từ 49 lên 50 các bạn. Đây là một đống quà mình vượt từ 49 lên 50 nè. Nhìn đã chưa? Chúng ta có 20 vé ngắm sao, có mồi, rồi chúng ta có đá quá trời đá luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.